4 tỷ phú Việt Nam là top tỷ phú thế giới năm 2020. Mới đây, tạp chí Forbes đã công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2020, danh sách gồm hơn 2.000 tỷ phú ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, có 4 cái tên quen thuộc đã góp mặt trong danh sách này với tổng giá trị tài sản ròng là 10,2 tỷ đô. Hãy cùng điểm qua nhé! Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup. Tính từ tháng 4 năm 2020, ông Phạm Nhật Vượng có tổng tài sản lên tới 5,6 tỷ đô la Mỹ. Ông hiện đứng thứ 286 trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes, thấp hơn 47 bậc so với năm ngoái. Ông Vượng được công nhận là tỷ phú lần đầu vào năm 2013 với tổng tài sản là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, bà trùm Vietjet Air. Nữ tỷ phú tự thân Nguyễn Thị Phương Thảo với tổng tài sản lên tới 2,1 tỷ đô, giảm so với con số 2,3 tỷ đô vào năm ngoái. Tên tuổi nữ doanh nhân này gắn liền với Vietjet Air, hãng hàng không tư nhân có quy mô vốn hóa gần 3 tỷ đô. Tỷ phú Trần Bá Dương, chủ tịch Thaco. Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương xuất hiện trong danh sách năm nay với khối tài sản của ông và gia đình được Forbes ước tính trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ vào tháng 4 năm 2020, thấp hơn thứ hạng của chính ông vào năm 2019. Thaco hiện đang là tập đoàn ô tô lớn nhất Việt Nam, chiếm 1/3 thị phần trong nước năm 2019. Tỷ phú Hồ Hùng Anh, chủ tịch Techcombank. Năm thứ hai liên tiếp, ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch Techcombank được Forbes vinh danh trong danh sách tỷ phú thế giới. Tính từ tháng 4 năm nay, khối tài sản của ông lên tới 1 tỷ đô la Mỹ. Hiện ông đang đứng vị trí thứ 1990 trong danh sách của Forbes.